Hôm nay mình đi thu hoạch trái bí nha cả nhà. Như đi ra như cắt trái bí này như cho hàng xóm rồi. Bự quá trời to rồi. Trái bí này to quá trời to rồi cả nhà ơi. Đây. Trời ơi, ôi mấy trái luôn cả nhà ơi. Ôi quá trời rồi, khiếp luôn. Nè. Khiếp trái bí không? Nè. Đó. Khiếp hồn trái bí không cả nhà. Nó dài một khúc luôn nè. Đó nè. Thấy không? Quá trời cho mấy luôn rồi nè, dài một khúc vậy đó. Sao ta sao cắt được ta? Ôi ở đây cũng quá trời luôn nè, nằm lên hết trơn nè. Sao cắt được đây? Cắt cái này rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái ảnh hưởng tới cái khác không ta? Sao đây? Ôi khó thu hoạch thế. Mình sẽ thu hoạch nó nha cả nhà ơi. Ui khó quá, khó nhìn thấy quá ha. Ai, mình sẽ thu hoạch nó đây, mình sẽ cắt cái này đi. Ôi cầu trời đừng có gãy, đừng có để ngang cái khúc kia luôn nha trời. À, mình thu hoạch mình cho hàng xóm thôi. Rồi đây, Nhi sẽ bỏ đó đó. Ồ, ra được, ra rồi, ra. Ui được rồi nè, thấy không cả nhà? Ui thành quả đây, hết biết cái bí chưa cả nhà? Thấy hết biết cái bí không? Đó thành quả đó cả nhà, thành quả của dành bí của Nhi nè. Ăn cái bí này ngon lắm nha cả nhà ơi, xào nó ngọt cực kỳ luôn, xào nó ngọt như bầu vậy đó cả nhà. Đó nó to coi nè, ha, khiếp hồn không? Ôi ơi khiếp hồn không, khiếp hồn cái bí không? Rồi mình để đây đi, mình đi thu hoạch tiếp nữa. Ủa cây bí này nó còn mấy trái nữa nha cả nhà. Nó còn mấy trái nữa nha. Ơi, chuẩn bị tới mùa đông rồi. Ôi đây nè. Ôi, sao bên đây nó thối nhiều quá ta. À đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè. Cái gì chặt ra ra. Đây. Sao sao đó? Nè, nó nằm lùm nè cả nhà thấy không? Nó nằm lùm không? Ui cái bí này nó to thế. Chết rồi, nó nằm trong đây sao chặt ta? Nè. Nó nằm trong đây sao cắt được đây? Nè nó to quá trời luôn nè. Ui chết rồi, nó nằm tít ở trong đây nè. Sao ta? Để Nhi thọ cái dao, để cái dao vô Nhi cắt thôi coi. Ủa cả nhà thấy nó nằm lùm nè, nó to đùng mới nè, nó to chà bá lửa luôn nè. Đó. Sao ta? Sao cắt được đây? Cắt cho nó đừng có bị thọ ta dao vô cắt, đừng cho bị đứt đứt cái cái bí rồi. Rồi được rồi, để lấy ra thử coi được không. Ui to thế, hy vọng là ok. Ui ok. Ui ok, ui ok, trời ơi nó chà bá lửa luôn nè. Nè nó nằm lùm nè cả nhà đó, nhìn cái dấu nó nằm nè, cái dấu nó nằm nè cả nhà. Thấy cái dấu nó nằm không? Nó nằm về sọc luôn á. Rồi qua đây coi còn trái nào nữa không. Rồi, qua đây kiểm tra coi còn trái nào nữa không quý vị. Trái này hư rồi bỏ đi, cắt bỏ. Rồi vậy là hết rồi. Rồi qua dãy bên kia, qua dãy bên kia kiếm coi còn trái nào nữa không. Ủa, ôi bông với trái vẫn còn quá trời luôn nha cả nhà. Bông với trái còn nè, nè nhìn cả nhà nhìn bông nè. Đó, bông còn quá trời luôn. Thôi mình tịch thu hai trái này vào nha. Được hai trái đây nè cả nhà. Đó, được hai trái nè. Đó, ghê hồn không? Nó bự chà vá lửa luôn á cả nhà. Trời ơi nè, hai trái nằm lùm. Bự ơi là bự không? Đó, hồi cho hàng xóm trái. Rồi còn trái mình để mình xào. Đó, hồi cho hàng xóm trái còn trái mình xào ha. Xanh mướt, xanh ô không? Đó, để qua bên 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 cái đám bên kia coi còn không. Giờ thì mình để hai chiếc bí nằm đây nha. Ở trên bàn nha. Bây giờ mình đi qua tiếp bên cái đám bí bên đây, một cây bí bên đây coi còn nữa không nghe cả nhà. Đi qua bên đây coi còn nữa không? Còn đống tiếp cho khách, cho cái hàng xóm nữa. Vô mùa đông rồi cả nhà ơi. Vô mùa đông rồi bắt đầu nó chuẩn bị tàn rồi. Đây. Đang đám bí đây nữa. Đám bí bên đây nó hết rồi. Đám bí bên đây nó không có rồi. Nè, nó có trái con thôi. Đó, trái con quá trời luôn. Vậy là bên đây không có.
Nhà bên đây nó bị úng miếng bí rồi nè, nó úng rồi nè, úng rồi nè, để cắt vỏ luôn cả nhà, để thôi nó lây tới mấy cái bí khác, nó cắt vỏ luôn, đó, cắt vỏ rồi đó. Còn đây là bí non nè, ôi bí non đó. Còn bên đây coi coi, à bên đây rau, đây nè rau nó sống rồi nè cả nhà, à, ấp cá nè. À, nó ra tược rồi nè, nó ra tược rồi nè, à, vậy là sống rồi, ai à, vậy là sống rồi, gáp cá sống rồi cả nhà ơi. À, còn đây nè tía tô nha cả nhà, nè ha tía tô đang mọc lên trơn nè, đó chị mi dâu ơi, tía tô mọc quá trời luôn nha chị mi dâu, rồi dạ anh kia kìa, đó nó mọc lên trơn chị mi dâu ơi, gắng tranh thủ ăn cho tới hết tháng 9 rồi tháng 10 nữa coi ăn có được không. Tại vì em cũng có xào mới ngoài cơ đó, trời lạnh nó còn ăn được không biết nữa đó. Để tía tô nè, tía tô em găm thì nó vẫn sống được nha chị mi dâu nha, nó có bông luôn rồi nè, nó sống rồi nha. Còn rau cá thì nó tươi rồi nè nha, đó rau cá này nó tươi nè, nó mọc rồi, nó bắt rễ rồi nè, nó ra cây, nó ra tược rồi nè nè chị mi dâu, nó ra tược rồi nè, nó bắt rễ rồi đó. Khi nào tới mùa đông lạnh quá thì em sẽ lấy đồ chùm lại. Bây giờ vô nhà thôi. Đây Nhi sẽ cho cả nhà mình xem cái cây ớt của Nhi nè cả nhà. Thấy ghét không cả nhà? Nó có chút xíu mà nó đỏ tươi hết trơn nè. Đó, ớt nè cả nhà. Ớt này ăn ngon lắm nha, nó giòn mà nó ngọt lắm nha cả nhà. Đó, đây có một chút xíu mà đỏ tươi hết trơn nè. Thấy cưng không? Đó, chiều nay Nhi sẽ đi ra Nhi hái hết mấy trái đỏ này. Đó. Bây giờ Nhi sẽ cho cả nhà mình xem cái thành quả của rau tía tô nha. Đây, thành quả rau tía tô nha cả nhà. Rồi gạo găm nha. Đấy, mấy ngày mưa nè, mưa mát nè. Nước mưa không cần lấy nước tưới luôn. Nước mưa tự tưới luôn, tốt quá trời tốt luôn. À, đây thành quả nè. À, thành quả rau tía tô nè. Rau tía tô nó mọc lên đường hết trơn quá nha. Đó, Nhi ương nè. Đó. Bên đây cũng vậy luôn thôi tía tô nè, cái này thì Nhi sẽ trời lạnh á Nhi sẽ đem vô nhà đó, Nhi bưng nó vô nhà luôn cả cái này luôn, cái này quế nè cả nhà, quế Nhi cắm này, cắm thì nó lên thượng rồi nè đó, quế đó nó không lên thượng đó, thì khi mà tới mùa đông á, mùa lạnh á Nhi bê hết cái này vô nhà nghe cả nhà. Trời chị mi dâu ơi, bữa nay tía tô nó mọc quá trời luôn nè chị mi dâu đó, tía tô đó cả nhà, nó ra tía tô đó đó, thấy không, nó lên quá trời không. Tốt ghê không? Như phái mấy bụi rau găm này lắm nha cả nhà. Đó, rau găm nè. Mấy cái này là mùa đông là mùa lạnh là bê vô nhà hết. Bê vô nhà hết trơn luôn. Đó, thành quả có nhiều đó, đó cả nhà. Ở bên xứ người có nhiều đó, đó. Cái này là bông quế nè. Đó, xứ người có nhiều đó, rau có nhiều đó cả nhà, khỏi đi mua. Mình trồng về mình đủ ăn đó cả nhà. Đó, sau khi Nhi đã ương rồi nè. Nhi đã ương thì cây nó đã lên đều hết trơn hết cả nhà ha. Lên đều hết trơn đó hết trơn cả nhà, vậy chứ vài bữa nó không bao lâu nó có rau ăn nữa cả nhà. Còn ở đây là xà lách của Nhi nè, đây xà lách nè, bữa nay cả nhà thấy xà lách không, tốt ghê hòn không cả nhà, đó bữa nay xà lách nè tốt ghê không. Nhi đi làm ở nhà nó tha hồ tự do, nó hút nước lên nó uống, nó không cần Nhi tưới luôn. Nhìn nè cả nhà, nhìn rễ nè, rễ nó đâm xuống nè đó, nhìn cái cây nè, nó tốt ghê không đó. Đó, vậy đây Nhi làm vậy đó cả nhà, rất là tiện luôn. Nhi không cần tưới nước luôn. Cả nhà nhìn rễ nè. Nè, rễ nè, rễ nè. Nó xuống dưới đây nè, trắng hết trơn thấy không? Đó, trắng hết trơn luôn. Đây cũng vậy luôn. Đó. Vậy đó là nó sẽ phát triển, tự nó phát triển cả nhà. Rau sạch nha, an toàn nha. Không có bị thuốc phân gì hết trơn nha cả nhà. Đó, mình trồng như vậy đó mình ăn tự nhiên an toàn nhất ha. À. Còn ở đây nè mấy cây lan của nhà Nhi nè cả nhà, công nhận xài lâu ghê luôn cả nhà. Trước khi Nhi đi về Việt Nam á là nó mới có búp với vài lá thôi, vài bông thôi, mà khi Nhi đi Việt Nam xong Nhi về đây gần 1,5 tháng rồi đó mà bông nó vẫn còn tươi luôn á cả nhà. Nè cả nhà xem nè, đẹp cực kỳ không, hoa lan hồ điệp đó cả nhà. Nè ở đây thì Nhi trồng đơn giản lắm đó, Nhi cho vô chậu vậy đó, thấy không. Còn ở đây nè cũng vậy là cánh tím nè đó, nhìn đẹp cực kỳ không. Ôi, sau cái lan này nó xài bền lê luôn cả nhà. Còn bên đây là hoa này là hoa tượng trưng cho tới mùa Noel nè. À, nó cũng bền lắm nha cả nhà.
bền lắm luôn. Nó như vô chậu như chồng vậy đó, đơn giản vậy đó. Nhìn nó đẹp mà lại thư giãn cả nhà, như yêu hoa lắm, yêu hoa yêu thiên nhiên lắm. Đó, đẹp không? Rồi, đây cái gốc lan này đang ra cây to, đang ra cây tiếp nữa nè. Nè, đang ra cây nữa nè. Rồi thấy không? Xài bền lắm luôn cả nhà ơi, chơi bền ghê luôn á. Nè, hoa nè. Chắc ở trong đây trong nhà nó hơi tối nha cả nhà. Nó hơi tối ánh nắng ha. Đó, Nhi sẽ quay cho cả nhà xem vậy đó. Ở ngoài thì xà lách đó cả nhà, ở ngoài xà lách đó. Thấy không? Ở trong thì như trồng hoa, ông Hàng như trồng xà lách. Đây thành quả sau khi Nhi chặt được hai trái bí này cả nhà. Đó, Nhi mới vừa cắt luôn nè, còn xình không, ướt nhem nè cả nhà. Đó, thấy không? Đó, hai trái này cả nhà nhìn nè, nó to nè, đó, khiếp hồn ha, chứ biết không? Cái này xào ngon lắm nha cả nhà. Cái này xào nó ăn nó ngon, nó ngọt giống như cái bầu xanh của mình ở Việt Nam vậy đó. Ha. Ồ ồ quá trời to không? Cái nè. Nó to ơi là to không cả nhà? Thành quả là sao cuối mùa nè cả nhà, cuối mùa cho vô mùa đông rồi nè, chuẩn bị vô mùa đông rồi nè, cuối mùa ăn được mấy trái, còn ăn được mấy trái nè cả nhà. Ơi, to đùng luôn ha cả nhà. Đó. Đó, bây giờ Nhi sẽ rửa cho sạch rồi, ôi nhìn xình nè. Nhi sẽ rửa cho sạch và Nhi đem qua cho hàng xóm một trái, còn một trái Nhi để ở nhà ăn. Đó. Bây giờ thì Nhi sẽ rửa thôi. Ui. Cho vô cái giờ nước rửa nha cả nhà. Ôi ôi trái bí quá trời luôn, trái bí luôn, khiếp không? Đó. Bí cuối mùa đó cả nhà, cuối mùa đó, đó. Chà bá luôn, khiếp không cả nhà? Trái bí này là Nhi ăn một nhà Nhi là một trái bí này là ăn hai lần, khiếp không? Ôi ôi nó xin giờ luôn nè. Dài sọc luôn, dài bá nện luôn. Đây, rửa sạch ở đây. Sao thành quả đã đi thu hoạch được hai trái rồi cả nhà. Giờ thì Nhi sẽ đi cho hàng xóm một trái nha cả nhà. Đây, Nhi sẽ mời cả nhà đi theo Nhi nhà. Nhi xem Nhi cho hàng xóm trái bí nha cả nhà. Đây, hàng xóm đối diện nhà đây. Ủa trái bí nè, hy vọng hàng xóm sẽ thích. Đi qua hàng xóm cho hàng xóm chú ý thôi. Đi qua đang qua nhà hàng xóm nha cả nhà. Đang đi qua nhà hàng xóm này. Đó, đang nhà hàng xóm nè. Đó, đang lại qua nhà hàng xóm nha. Nhi sẽ cho hàng xóm một cái bí. Để Nhi bấm chuông nha. Nhi bấm chuông Nhi kêu hàng xóm Nhi cho. Nhi bấm chuông nha cả nhà. Hàng xóm chó sủa quá trời luôn rồi. Đợi xíu nha, hàng xóm đang mở cửa cả nhà ơi. Hàng xóm mở cửa đằng này. Ê, không phải, hàng xóm mở cửa lớn nè. Cô già men tuyển dạ sao đi dạ rồi cho hàng xóm xong bây giờ về nhà thôi. Rồi thôi Nhi kết thúc video đây nha cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, bye bye.